mịch hết mình, da sạm hết. Hồ Phương đã làm gì để xóa nám và căng mọng da sau 48 giờ? Đi cùng Phương nhé. Mẹ bị stress quá cả nhà ơi, đợt vừa rồi Phương đi du lịch Trung Quốc đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm mà cái nét ham chụp ảnh nên là bất chấp luôn. Về nhà một cái là ối giời ơi luôn. Da nám này, khô sạm kinh khủng. Hôm nay tức tốc qua spa ruột cấp cứu da đây. Công nghệ mà Phương làm để phục hồi da là BioCell Complex. Trước đây thì Phương đã nghiện dòng BioCell Plus rồi ấy, vì nó giúp Phương cải thiện được cái vấn đề về nám này, da khô này, sạm này, lỗ chân lông to rất là ok luôn. Nhưng mà giờ làm cái BioCell Complex này là còn nghiện hơn nữa nha. Công nghệ mới này là độc quyền của nhà Lavender Bai Trang, đang rất là hot vì hiệu quả xóa nám này, căng bóng da cực kỳ nhanh và được các anh chị nghệ sĩ làm rất là nhiều, như là chị Hồng Diễm này, chị Thu Quỳnh này, chị Lương Thu Trang. Trước khi cấy BioCell Complex, Phương đã tẩy trang, rửa mặt, ủ tê. Chị em nào nhát đau thì nhớ ủ tê tầm 30 phút nha. Phương thì cũng quen rồi nên là ủ tê tầm 10 phút là ok rồi. Đây, Phương đang cấy thật 100% luôn nha. Đôi khi cũng hơi châm chích nhẹ vì Phương yêu cầu bác sĩ cấy sâu để cái năng lượng cao, cái hiệu quả nó nhanh hơn. Nhưng mà nói chung thì mình thấy chịu được. Quan trọng là tiêm bằng máy nó đều 100 mũi như một ít, chứ không phải là tiêm bằng cái đầu kim dài ngoằng giống meso tiêm bắp. Phương thấy là trông đau dã man. Nghe nói là tinh chất đưa vào thì có chiết xuất từ hoa mẫu đơn peony, Hoàng Anh, bơ hạt mỡ, an toàn cho da nhạy cảm như Phương lắm nha. Ngoài ra thì Phương cũng làm Hydrat Pro nữa. Sinh em bé xong một phát là da nó không còn đẹp như ngày xưa nữa. Đơn giản bởi vì là sinh con xong mình còn phải chăm con ấy, thì thức khuya dậy sớm này, nên là kiểu da mặt nhìn nó không còn đẹp nữa. Nhưng mà làm cái công nghệ này thì mình thấy là cái da mặt của mình nó căng mọng, baby hơn, chứ nhìn mặt hốc hác là kiểu nhìn bị già ấy mọi người. Ta-da! Da bóng gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phớt phới đúng không? Trời ơi, da bóng thì coi gương được luôn ý. Đấy, có hơi hồng ban nhẹ lên một chút, tầm 3 đến 5 tiếng nữa là sẽ hết liền nha mọi người. Làn da bị tàn phá hậu du lịch đã được thay mới rồi. Check! Đây, Phương quay cam thường mặt mộc sau 2 ngày cấy cho mọi người xem này. Không có một tí filter cong vẹo gì nha. Nám mờ rõ, da căng và có độ bóng tự nhiên, trông sáng bừng, make up cực kỳ ăn phấn luôn. Bà nào muốn cứu làn da sạm nám này, khô sần cấp tốc sau 48 giờ thì nhất định phải cấy BioCell Complex giống như Phương đi. Là một buổi đẹp cả mấy tháng luôn ý. Come on, come on, come on. BioCell Complex, sạch nám trẻ hóa da, đẹp ngay sau làm. Inbox ngay, nhận tư vấn từ chuyên gia.